châu ấy nhỉ. Vừa qua đấy được về bà không biết. Đấy, bà Thúy bà nói thế thôi, nhưng mà tối bà nhắn tin cho chị Yến bây giờ đấy, đùa đâu. Bà ấy, bà Thúy hơi ngại ở đây thôi, nhưng mà tối nhắn tin chị Yến ngay đấy. Đúng. Hôm đấy nhuộm tóc vào thì sao? Ôi. Xịt tinh hoa thơm phức vào. Ôi.